Theo các nhà nghiên cứu, lợn đã chứng tỏ khả năng lưu trữ trí nhớ dài hạn xuất sắc, cũng như khả năng giải quyết các thách đố khó như tìm đường thoát ra khỏi mê cung và các vấn đề về định vị đồ vật. Hơn nữa, chúng hiểu được ngôn ngữ biểu tượng đơn giản và có thể học các biểu tượng phức tạp liên quan đến hành động và đối tượng, thậm chí sử dụng gương để tìm thức ăn bị giấu. Điều đó cho thấy lợn thông minh hơn chó và có khả năng giải quyết các vấn đề và tình huống thông minh giống như tinh tinh các nhà nghiên cứu đã thực hiện hàng chục nghiên cứu khác nhau trên lợn và các loài động vật khác để đạt được những kết luận này hơn nữa các nhà khoa học hà lan cũng đã chứng minh rằng lợn có khả năng cảm nhận và biểu lộ xúc cảm tương tự như chó và mèo chúng thích được vuốt ve trò chuyện và có thể biểu thị niềm vui bằng cách vẫy đuôi nếu gặp tình huống căng thẳng chúng có thể cụp tai lại và có thể không kiểm soát tiểu và đại tiện nghiên cứu của đại học emory cũng cho thấy rằng chúng có khả năng cảm thông khi chứng kiến cảnh tượng cảm động của những cá thể khác nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng lợn trung niên có thể thông minh như một đứa trẻ 3 tuổi, với khả năng thích nghi với các tình huống môi trường phức tạp và dễ dàng học các kỹ năng mới. Từ những phát hiện này, chúng ta có thể nhìn thấy rằng lợn là những sinh vật thông minh và có khả năng cảm nhận thế giới xung quanh một cách đáng kinh ngạc.